Xin chào, mình là Vô Lý và chào mừng các bạn đã đến với Game Leon. Chuyên mục mà không cần phải mô tả thì các bạn cũng biết nó là gì. Khá lâu rồi chúng ta mới lại có một số của Game Off đấy nhỉ. Thế nên là cần phải để cái thumbnail bí ẩn một chút cho các bạn dự đoán, đoán già, đoán non. Còn bây giờ thì mình sẽ giải đáp thắc mắc về tựa game ngày hôm nay. Đó là một trò chơi bắt đầu bằng chữ G. À đúng vậy, đó chính là Genshin Impact, tựa game nằm trên chiếc áo mình đang mặc đây. Và nhân vật này chính là Zhongli. Ở đây nó không thể hiện chòm sao nhưng chắc chắn đó là cung mệnh 6. Và để mua được chiếc áo này cũng như những nhân vật khác thì các bạn có thể tìm kiếm tại The Next Level nhá. Nhưng mà đương nhiên, ít nhất là bạn không cần phải gacha để ra được nhân vật mình yêu thích mà được lựa chọn mẫu áo trực tiếp. Nhưng mà chính ra nếu gacha ra áo nhân vật kể nó cũng hay đấy chứ. Hình như chưa có shop nào làm điều này cả. Anyway, đừng quên nhập mã Game On để được giảm giá 20.000 cho mỗi hóa đơn. Thông tin sẽ được mình để ở dưới phần mô tả cũng như phần bình luận. Quay trở lại với nội dung của ngày hôm nay. Genshin đã làm gì để mà được vào số Game Off này? Cũng như thực sự là nó hay hay dở? Mình chắc chắn rằng bây giờ đang có rất nhiều bạn nóng máu, nóng mặt lắm muốn comment. Ông thì biết cái gì mà đòi chê. Thế thì hãy đón xem đi để xem mình chê nó những gì nhá. Game Leon. Genshin Impact, một cái tên đã không còn xa lạ gì với các bạn chơi game tại Việt Nam, mà có lẽ là trên toàn thế giới rồi. Thế kỷ 21, ra ngoài đường 1 mét vuông có 5 thằng Weibo mà. Và tôi cũng vậy. Nếu cảm thấy mệt quá, anh cho mượn bờ vai, thì thầm anh nói nhỏ, Weibo never die. Thế thì tại sao lại không thử trải nghiệm một tựa game miễn phí thế giới mở được 500 anh em recommend chứ? Cảm nhận đầu tiên của mình về tựa game này, đó là nó rất Weibo, đậm chất Weibo luôn, mặc dù là do một nhà phát triển Trung Quốc làm ra. Nhưng đó không phải là điều mà mình muốn nói ở đây. Điều mà mình muốn thể hiện trong nhận định vừa rồi, đó là đồ họa game rất là ổn, màu sắc tươi sáng, nhân vật dễ thương, phong cách và môi trường được xây dựng tốt. Chuyển động nhân vật mượt mà, không bị kiểu khớp nối giữa các bộ phận cơ thể. Tiếp đến là khâu lồng tiếng cho nhân vật. Ta có thể lựa chọn việc thay đổi giọng nói giữa các tiếng khác nhau. Và mình thì chọn là voice tiếng Nhật và sub tiếng Anh. Vì sao ư? Vì voice tiếng Nhật nghe thực sự rất tốt trong khâu lồng tiếng. Nhất là voice của đồ ăn dự trữ Paimon, thể hiện các biểu cảm đều vô cùng ấn tượng. Với những nhân vật được đầu tư xây dựng như thế này thì rõ ràng là nó không khó để thu hút các fan Weibo như mình. Đó là những cảm nhận ban đầu đập vào mắt. Còn sau khi trải nghiệm tựa game qua một quá trình khá dài thì mình đã có thêm một số đánh giá tích cực khác dành cho nó. Đó là việc xây dựng thế giới mở tốt, di chuyển khắp cả bản đồ nhưng không hề phải load map hay là load những chi tiết của map như một số game open world khác. Điều này phải nói là rất đáng khen vì một game với dung lượng dưới 20GB mà có đồ họa ổn, thế giới mở tốt và không phải load các khu vực map là ưu điểm lớn. Mặc dù khi mới ra mắt thì nhiều người cho rằng Genshin chỉ như bắt chước Zelda Breath of the Wild mà thôi, nhưng cho tới hiện tại thì việc học tập này đang mang lại thành công vượt xa mong đợi. Tiếp nữa là phần âm nhạc trong game có thể nói là rất rất ổn, nhất là ở khu vực cảng Liyue. Âm nhạc ở vùng đất này mang tới một sự thư giãn, đôi khi là nhộn nhịp nhưng đa phần là âm hưởng trầm buồn, nhẹ nhàng, mang đậm phong cách phương Đông mà cụ thể là của Trung Quốc. Các bản nhạc này ấn tượng với mình đến mức mình còn phải bật playlist Genshin Impact OST Liyue trong lúc viết những dòng script này. Nói chung thì Genshin có nhiều điểm đáng khen và trên quan điểm của mình thì những bạn nào chưa chơi nên thử qua một lần để đắm mình vào không khí Weibo này. Tuy nhiên, tại sao hôm nay nó lại được có mặt trong số Game Off này? Sự thắc mắc đó sẽ được lý giải ngay sau đây. Trước tiên, đó là ở cốt truyện của game. Có thể nói là nó khá mờ nhạt và bình thường. Các bạn biết đấy, mở đầu game ta được chứng kiến một đoạn cutscene kể về khởi nguồn của cuộc phiêu lưu. Đó là hai anh em nọ lạc vào một thế giới kỳ ảo. Và khi họ đang định đi tới một thế giới khác, họ bị chặn lại bởi một nữ thần không biết tên. Vì mình chọn nhân vật nam, vậy nên coi như là mình có em gái đi. Và ngay lập tức sau đó, em gái của mình bị nữ thần đó bắt đi mất.
Người anh trai bất lực nhìn em gái bị bắt cóc và bị đẩy tới một bờ biển lạ lẫm, nơi cậu ta gặp Paimon. Và cuộc phiêu lưu tìm em gái bắt đầu. Đó là mục đích chính của câu chuyện, tức là ta sẽ đi tìm lại người anh em bị bắt cóc của mình và giải cứu cho họ. Tuy nhiên, trải qua các nhiệm vụ được gọi là main story của game thì dường như nó đi theo một chiều hướng dở hơi nào đó, như là việc ta gia nhập vào đội hiệp sĩ của Monstrat, giúp đỡ thần gió ngăn cản con rồng bị phá hủy thành phố, hay đi đến cảng Liyue và chứng kiến một vị thần bị giết. Nói chung là sau hàng chục tiếng đồng hồ thì bạn sẽ quên luôn rằng việc mình ở thế giới này là để giải cứu cho em gái. Thậm chí là đôi lúc bạn quên luôn rằng nhân vật chính có một người anh em. Có lẽ là do thế giới của Genshin còn chưa được khai thác hết, và nhà phát triển chắc là vẫn còn muốn mở rộng nó ra hơn nữa với những câu chuyện ở các thành phố khác trong tương lai. Nói đến câu chuyện chính của game thì Genshin còn một điểm nữa đáng phải lên án. Đó chính là sự cày ranh vô cùng chán nản và mất kiên nhẫn. Tức là để có thể mở khóa được phần tiếp theo của câu chuyện, bạn phải đạt được cấp độ rank nhất định thì game mới cho bạn tiếp tục làm quest cốt truyện chính. Ở tầm 15 đến 20 rank đầu, bạn cảm thấy rằng cái kiểu này thì cũng ổn, không quá khó khăn, lên rank cũng nhanh thôi mà. Cho đến khi bạn chạm được vào cái mốc rank 20 và tiếp tục cày đến rank 26, rồi rank 29, rồi 32, vân vân, bạn sẽ biết rằng cuộc sống này thà làm nông dân còn được lao động vui vẻ hơn là ngồi cày rank Genshin. Bạn mất cả ý chí, mất cả nghị lực, không còn quest để làm, không biết phải tìm gì, không biết rằng bao nhiêu ngày đã trôi qua mà bạn chỉ có thể làm mấy cái commission để được EXP. Mong ngóng vô tình nói chuyện với NPC nào đó, nhỡ đâu nó trigger cho mình cái quest ẩn, vân vân và vân vân. Ôi, trách than cho một số phận nghiệt ngã sống một cuộc sống lang bạt vô định và mất phương hướng. Quay đầu là bờ bể khổ vô biên, thế nên không biết bao nhiêu anh em game thủ đã đành bỏ dở Genshin mà quay sang chơi những con game khác. Tiếp theo là bug. Đương nhiên rồi, game cũng mới được nửa năm thôi, vậy nên có bug thì cũng không phải là chuyện gì cực kỳ to tát. Ít nhất là nó cũng không nhiều đến nỗi chỉ ló mặt ra ngoài đường là thấy bug như Cyberpunk 2077. Bug trong Genshin có thể nói là hy hữu, chẳng qua chỉ là nhảy lên mà không bám được vào mặt địa hình và giật lắc như ngồi máy massage. Cơ bản là bug của Genshin thì có thể bỏ qua được và coi như là điều nhỏ nhặt. Really, nigga? Còn bây giờ mới là lúc để bóc phốt game này. Bạn nghĩ bạn vào vai nhân vật chính là người hùng đi cứu thế giới ư? Sai, quá sai. Bạn thực chất là một tên trộm cắp đầu đường xó chợ, phá hoại cảnh quan lẫn phá hoại tài sản. Bạn đi trên đường thấy hoa đẹp, bạn ngắt hoa. Bạn đi trong thư viện thành phố, bạn ăn trộm sách. Bạn vào vườn trồng củ cải hoặc cà rốt của người dân, bạn trộm hết toàn bộ nông sản. Bạn thấy một con sóc đang ăn hạt dại, bạn cướp cả đống hạt của nó. Và nếu tàn nhẫn hơn, bạn còn giết cả nó lấy thịt. Nói tóm lại, bạn trong game chẳng khác gì lũ lưu manh cả. Bạn thậm chí còn có phẩm chất người xấu hơn cả bọn người xấu bị bạn tẩn ra bã mà chưa kịp trộm cắp được gì. Rồi tiếp đến là bộ quest phụ của trò chơi. Quest chính thì nó dài dòng và nông là thế, nhưng quest phụ của game thì vô số kể, mà thậm chí còn đầu tư hơn cả quest chính, ít nhất là ở việc nó có một câu chuyện trong đó. Mà điều đáng ghét ở chỗ là quest phụ ở Monstrat thì không sao, chứ quest phụ ở Liyue thì buồn thối ruột. Đéo hiểu sao mà có cái quest phụ thôi mà phải làm cho nó buồn đến thế. Chỉ đích danh ra thì nó là cái quest với nhân vật Chinese Zhang, một anh chàng béo khù khờ và thích chơi trốn tìm. Càng chơi trốn tìm với anh ta thì câu chuyện về quá khứ lại được mở ra một chút. Mà nó còn lồng thêm cái bản nhạc buồn gì đâu phải gọi là buồn điêu thể tả, buồn âm ỉ. Ngẫm nghĩ một hồi lại càng thấy buồn hơn. Tốt nhất là bạn nên tự trải nghiệm thì sẽ hiểu. Thêm nữa là một quest phụ khác là câu chuyện của một hồn ma bé gái trong khu nhà nghỉ, cũng tại vùng này. Hồn ma này hay xuất hiện khiến nhiều khách và cả nhân viên hoảng sợ. Nhưng hóa ra khi tìm thấy nó rồi thì cô bé chỉ mong muốn ta thỉnh thoảng quay lại chơi đùa cùng. Khung cảnh đượm buồn cùng thứ âm nhạc như đã nói càng khiến người chơi phải suy nghĩ. Mẹ mấy cái ông làm game luôn, game là để vui mà đéo hiểu sao cứ phải làm cho nó buồn thế nhỉ. Và cuối cùng trong những thứ đáng để chê nhất thì rõ ràng là phải có cái sự góp mặt của cơ chế gacha. Mình đã chơi rất nhiều game dạng gacha này trên điện thoại trước đây và cũng không còn xa lạ gì. Cày nhiều là ắt sẽ có đủ tiền để quay gacha thôi, không cần phải nạp tiền vào làm gì. Mặc dù hơi lâu,
nhưng với ai đủ kiên nhẫn thì cũng không vấn đề. Những chiếc banner gacha vô cùng hấp dẫn với các hình ảnh tướng 5 sao luôn là niềm mơ ước của các game thủ. Quay 10 lần thì chắc chắn sẽ có một vật phẩm 4 sao hoặc hơn, thường là một nhân vật nào đó. Đương nhiên là mình cày nhiều, tích được nhiều thì cũng quay thôi. Mấy cái này cũng chỉ là thỏa mãn sở thích sưu tầm, chứ cũng chẳng phải vấn đề gì quá lớn. À đấy, ra được tướng 4 sao này cũng ổn, mặc dù mình chả biết nó làm được gì. Lại được nhân vật 4 sao nữa này, cũng ok. Con mày quay ra cái đéo gì thế? Thôi không sao, cuộc sống lúc này lúc kia mà. Ok. Rồi, ok. Năm sao đi. Năm sao đi, làm ơn đấy. Cái con đầu cắt mọi game rác. Thôi không sao, phải bình tĩnh. Nghe đồn là cứ quay 90 lần thì chắc chắn sẽ có một nhân vật 5 sao. Đây là lần thứ 90. Và vãi cả con mẹ mày, game rác.